lên trong người kiến thi một xíu về cô sinh của Mesbox. Mình của bạn phải cười, cơ bắp của bạn đã phải gần lên rồi à, để các bạn cho tay của tay các khán giả như đó thấy hình ảnh của tránh xe của bạn luôn luôn đẹp, không bao giờ được thở lỏng. Nhớ như vậy đã, đừng bao giờ đặc biệt những bạn mà có nhiều điểm yếu, đừng bao giờ thở lỏng nhiều, cứ chuyển tiếp vô đó. Ví dụ giống như Hải chưa điều khiển, bạn cứ tự tin phô diễn những đẹp để tạo được những cái hiệu ứng cho bạn ta. Đó là những cái kỹ năng hoặc là những cái nghề thuật trên sàn của các bạn, của các bạn đầu tiên. Các bạn đến sàn cố gắng lên, cố gắng làm chủ sân khấu, thoải mái lên, sân khấu là của các bạn. À, càng tự tin. Rồi, đầu tiên đối với mặt chính diện, ba trọng tài thì đối với nội dung này chỉ có đánh giá mặt trước và mặt sau thôi, tổng thể thôi. À, và chúng ta sẽ chấm mạnh về độ chi tiết, độ sắc nét, độ khô của cơ bắp. Rồi, những điều kiện mặt trước và mặt sau thì và đầu tiên mặt chính diện bắt đầu. Rồi, đối với phần bổ sinh này thì các bạn nên nhớ này, cái phần đùi nha, phần đùi là chúng ta sẽ đánh giá từ đế, không bắt đầu tài sẽ đánh giá từ đế và bắt đầu tài đánh giá lên. Thì đùi các bạn phải khô phải tắt, tại vì bữa nay bạn nằm ở khô này nó hơi khó, thì đây giống như nằm bên này, đùi chúng ta sẽ khô cao như thế này. Đùi sẽ tắt rời đến việc từng một hơi như này. Đùi các bạn không cần phải quá lớn ha, đùi vừa đủ nhưng mà đòi hỏi phải khô xếp. Cái thứ hai thẳng lưng lại cơ bụng ha, cơ bụng đến xương tắt rời ra hết từng nhóm cơ phía sâu vậy đó. Và thứ ba là sổ, chúng ta đòi hỏi một cái sự hài hòa từ trên xuống, tại vì cái mắt thẩm mỹ cái nét đẹp á, chúng ta sẽ không đánh giá cái tiêu chí là cụ thể được, thì chúng ta sẽ có những cái khúc mắc, chúng ta sẽ có những đánh giá về sự hài hòa tổng thể nhất, tổng thể từ trên xuống. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh giá cái điều đầu tiên đối với nội dung này là sự sắc nét khô và cách rời đến việc của từng nhóm cơ. Rồi tiếp tục thôi, và xin mời các bạn phía sau quay. Và tiếp theo mặt sau bắt đầu. Đối với nội dung này thì các bạn chú ý này, đầu tiên vẫn là mông đùi sau, các bạn sẽ chấm lên mông khô, nếu mà mông và xương cá thì càng tốt nha các bạn. Nội dung này mông khô và đùi sau phải khô, mông và đùi sau phải tách rời nhau, đừng có dính liền thì nó sẽ thể hiện cái độ khô qua phát các bạn chú ý tới. Rồi cái thứ hai nữa là mặt lưng, chi tiết cơ lưng à, sau các phần cơ vai nó đều thể hiện bằng cơ thể trước, đều thể hiện hết. Nói chung là chúng ta cần một hệ thống nhất từ trên xuống, phải khô sắc nét từ trên xuống, từ trên xuống. Rồi tiếp tục thôi, và xin mời bạn quay về vị trí bắt đầu. Cái phần tay các bạn khi mà xoay một lưng thì các bạn không có quyết định cao thấp đúng không, tay có thể đặt ngang hoặc có thể tay đưa lên, nhưng mà các bạn sẽ chọn cho mình, tại vì cái mặt lưng á, cái kinh nghiệm của mình đi thi đấu mình biết rất là khó kiểm soát và rất là khó gồng khi các bạn gồng.